chưa cách hai phương trời. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây. Thì hôm nay mình sẽ vẫn chơi Richter DSP và mình chơi ở đấu trường đỉnh cao cho mọi người nha. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái lối di chuyển làm sao cho hiệu quả và cái build trang bị để mà khi đối đầu với lại hai vị sát thủ sát thương phép team bạn như vậy thì mình sẽ cần phải lên món đồ nào và build đồ nào là hợp lý nha mọi người nha. Ban đầu mình sẽ vẫn đứng ở cái bụi này để lấy cái tầm nhìn cho rừng của mình yên tâm ăn con red nha mọi người nha. Đó, thì rừng quyết định là ăn red và đi ganh rồng. Mình sẽ hỗ trợ một xíu này, farm nhẹ con quái này ở đây một xíu và mình sẽ đảo luôn qua sang phần blue nha mọi người nha. Thấy sai thì không thấy là Anete đâu, mình cũng hơi là nghi ngờ đó. À kia rồi, đã nhìn thấy Anete rồi thì khả năng team bạn trận này sẽ không sang đè bùa đâu nha mọi người nha. AD mình thì có vẻ dâng hơi cao và đang bị Lydia ép lại ở đây. Có lẽ mình sẽ phải phụ nhanh con bùa này và qua giúp AD một xíu này. AD đang ping rồi. Zuka ăn đi bạn ơi, mình sẽ xuống với AD này. Lydiana thì đang có ý định là bắt vào AD của mình, nhưng khả năng đã nhìn thấy mình ở đây rồi. Hai chọc này bạn ơi, hai chọc này. AD đừng bắn lính nữa bạn ơi, bắn luôn người này. Ui, rất may cho Liliana là đã có cái tốc biến. Và nếu không đầu tư cái tốc biến pha đấy thì khả năng là AD của mình đã có mạng Liliana rồi. John ở đây mình thấy có tầm rồi này. Rồi, chỉ đợi AD vào là mình sẽ băng thôi. Đó. Thôi nhưng mà AD lại không có được mạng. Mình lại lấy đi được mạng của John. Rất là thơm luôn mọi người ạ. Vì để mà John xanh đầu game ấy thì rất là khó luôn. Vậy đi được bạn ấy càng thọt càng tốt. Và có được mạng của John đầu tiên cho mình rất là thơm. Đó, thì quay lại với cái vấn đề lúc trước mình nói, đó là làm thế nào và lên bui đồ nào để mà đối đầu với lại hai vị tướng sát thủ sát thương phép như vậy. Thì thay vì mình lên cái đao chi hồn thì trận này mình sẽ lên cái gươm Urel nha mọi người nha. Cái gươm đấy nó vừa có công lý. Khoan chờ mình một xíu này, tốc biến này có thể bắt được vào AD luôn. Rồi, như vậy là mình đã lại có mạng thứ hai của John. Rất là may mắn cho mình. Pen bay vào này bạn ơi. Một chọc này, một chọc nữa này. Đó, có thêm mạng của Pen này. Và Anete. Anete thì khả năng chạy là vô tư rồi. Bạn ấy rất là trâu bò. Quay lại cái vấn đề lúc nãy mình đang nói dở, thì đó là cái lối trang bị ấy. Thay vì mình lên cái đao truy hồn thì mình sẽ lên cái gươm Urel. Nó vừa có cái khả năng chống chịu từ lượng giáp phép và nó vừa có công vật lý cũng như tốc đánh cho mình. Thêm vào đó là khi mà máu dưới 40% thì nó sẽ được có một lớp giáp để chống chịu với lại cái lượng sát thương phép mà team bạn gây ra, rất là hữu ích luôn. Trận này lên cái gươm đấy là quá tuyệt vời mọi người ạ. Ôi, mình bị fail pha này rồi, ảo thật đấy, chọc lại không vào luôn. Mình sẽ cướp bùa team bạn ở đây. Son thì cũng đã biết mình ở đây rồi nhưng mà bạn ấy sẽ không dám vào. Tại vì vào sâu thì bạn ấy sẽ nằm lại luôn đấy. Nên là bạn ấy không dám vào. Và mình cũng không đánh bạn ấy luôn. Rồi, mình lùi lại một xíu này. Thấy đường dưới có giao tranh có vẻ cao thì mình sẽ đi xuống để đảo này. Đừng đi thế bạn ơi, đứng ở đây để bắt đường team bạn về này. Đó, thấy không? Đi xuống làm gì, các bạn ấy phải đi lên mà. Đó, lại có mạng của Pen rồi. Rất là thơm cho mình. Thì phát này mình sẽ không lao ra ngay nha mọi người nhá. Lao ra ngay thì rất dễ là bị fail đó. Thế nên là mình sẽ phải đợi, dừng xuống và đợi đủ combo, cái thời cơ hợp lý. Và các bạn ấy dùng hết chiêu thì mình sẽ vào nha mọi người nhá. Thì pha đấy Hathut cũng rất là trâu bò, cũng không thể làm lại được. Do vậy là cũng không cần phải là lao quá sâu, tránh để mà nằm lại thì lại rất là thiệt luôn. Cái slot đầu tiên á mọi người ạ, thì mình vẫn lên phụ trợ. Đó, mình lên phụ trợ như bình thường. Sau đó là mình lên cái giày
Thì miễn khống chế đấy, dày giả đi một xíu khống chế đó. Và tiếp theo là cái gươm Urel, và sau đó là một cái đai kháng phép. Và trận này mình sẽ lên cái nanh, tại vì là team mình bây giờ hiện tại ấy, thì bạn Hathut, bạn ấy không có cái sự đột biến và cũng không có cái lượng đam như mình đó, và di chuyển thì chậm hơn mình. Sau đó là mình sẽ phải lên một cái món đồ công, thêm một cái món đồ công nữa để mà bắt được vào vị trí của bạn John. Đó là điều rất là hay nha mọi người nhá. Vì là đôi khi rừng mấy AD chưa chắc đã bắt được vào John, nhưng mình thì có thể bắt được vào John nha mọi người nha. Đó, mình vừa có chiêu 1, vừa có tốc biến và vừa có ulti chiêu 2 nữa, nên là mình phải đảm nhiệm thêm một cái nhiệm vụ, đó là kê và bắt được vào John. Cũng như là mọi người chơi Richter nhé, mọi người lưu ý là khi mà mọi người đè được đường ấy thì xong, mọi người hãy là người khởi động mục tiêu nha mọi người nhá, khởi động rồng cũng như là tà thần. Vì đôi khi team mình họ mãi giao tranh và họ mãi đẩy lính đẩy đường, họ quên đi mất là những cái mục tiêu mà cần phải ăn để cho team xanh xáo hơn, có cái lượng vàng cũng như là lượng đồ để mà đi team bạn được dễ hơn. Đó, do vậy mọi người hãy chú ý là nhạc trưởng để mà kêu gọi team ăn những cái bùa lợi, như thế thì rất là có ích nha mọi người nha. Đó, thì pha này mình sẽ vào luôn này, để cho Atreus lấy đi được cái mạng của Zena, cũng như là lấy đi luôn cái phần trụ đường top. Như vậy John trên này cũng đã bị Gaffney bắn nằm lại rồi, lấy luôn được cái trụ 2 đường rồng, rất là ngon luôn. Ở dưới này thì cũng đã lấy được cái trụ đường top, và Gấu đã đi kết thúc đi được cái mạng của Pain. Mình sẽ liếm Lidiana xem được không. Không được rồi mọi người ơi, tay có vẻ hơi ngắn. Còn đúng cái nịt thôi. Đó, đính đường mid thì hơi cao này, mình sẽ ra mình dọn một xíu, sau đó là sẽ vào phụ bạn Atreus ăn con Caser nha mọi người nha. Mọi người phải liên tục nhắc team để ăn Caser, đôi khi các bạn ấy quên ăn rồng ăn Caser, càng ăn nhiều mục tiêu thì sẽ càng có lợi. Và đặc biệt là cái con Caser này, sau mấy phút nữa, tầm 1-2 phút nữa, nó sẽ là rất là kinh khủng. Khi mà có Caser thì các bạn có thể thả thẳng vào trụ nhà team bạn và bắt đầu để Caser tanh và sau đó băng trụ để bắt người nha mọi người nha. Đó, pha này thì combat hơi lỗi, tại vì là có bạn John đứng đằng sau và không bắt được vào bạn John thì Atreus mấy lại Hathut chỉ là hai cái bao cát mà thôi mọi người ạ. Đó, phải lưu ý nha. Gấu cũng đã băng vào John nhưng mà không bắt được vào John và phải nằm lại rồi. Một pha lỗi mà team mình phải mất đến đi 3 người. Đó, mình chỉ ra mình dọn lính ở mid một xíu thôi. Mọi người nhìn cái tác dụng của mình lên dam đúng không? Lên dam thì nó còn có cái tác dụng nữa là, ở đây thì mình bắt vào Liliana đã. Đó, rồi té thôi. Úi dồi, cái tinh thần của John, nó còn có tác dụng là dọn lính nữa nè mọi người ạ. Dọn lính thật nhanh thì mọi người sẽ có thể tham gia combat với team thật là nhanh nha mọi người nha. Đó, mình biến về một xíu mà phải lên hỗ trợ team ngay này. Trận này thì mình có gặp mà Anete rất là khó chịu vì cái chiêu cuối của bạn ấy làm outplay cái chiêu cuối của mình, cũng như là cái chiêu băng vào của mình rất là khó chịu luôn. Mình lên cái huân chương choi và một cái nanh Furnier đó để có thêm cái lượng đam. Đó mọi người nhìn không, mình kêu gọi rừng và AD ăn, nhưng mà các bạn ấy còn mải mê, không biết là check map hay làm cái gì đó mà mãi các bạn ấy mới xuống. Đó, nếu như không ăn Caser ấy thì làm sao mà có thể đẩy được đường đâu mọi người nhá. Nên mọi người cầm Richter DSP ấy, thì mọi người đóng vai trò như là một nhạc trưởng vậy ạ. Vừa phải đi lấy tầm nhìn này, đó, vừa phải cover team, cũng như là vừa phải kêu gọi team ăn những cái mục tiêu, ăn những cái bùa lợi cần thiết nhá. Đó, thì có lẽ mình sẽ lên một cái đai kháng phép thôi, và sau đó là lên luôn cái nanh để có cái lượng sát thương, để khi mà bắt vào John sẽ dễ dàng hơn nha mọi người nha. Mọi người cầm Richter thì mọi người đừng có nghĩ là ở mình lên tanh như vậy thì làm sao mà mình có thể sốc, làm sao mình có thể bắt được hóa đi, nhưng mà thực chất không phải nha mọi người nha. Lên tanh ấy thì nó không hẳn là
là bản chất của Richter, mà mọi người hãy lên vừa tanh vừa đam nha mọi người nha. Đó, để tối ưu hết cái khả năng của Richter, vì bản thân chiêu 2 của Richter cũng có khả năng là chống chịu sát thương rồi. Đó, pha này thì mình sẽ băng vào John xem được không. Nhưng mình sẽ băng vào Lilina này. Đó, chơi luôn này bạn ơi. Rồi, xong mình rồi. Ui, xong mình rồi. Ui rồi. Ui rồi, một pha ngáo ngơ đi vào trụ liên tục mọi người ạ. Sorry mọi người nhá, pha đấy là hơi dán rồi. Đó, pha đấy nằm lại hơi ngu người một xíu. Cà phê thì vẫn rất là nhây nhụa luôn, chơi tới bến mới dừng luôn. Đó, bị Zena bắt vào rồi. Rồi, cà phê ly đã phải nằm lại rồi. Nhưng mà không sao, cái đi của mình hiện tại cũng rất là xanh và nằm lại thôi. Nói vậy thôi chứ bây giờ cũng là phút thứ 12 rồi. Team bạn cũng đã có đồ rồi. Nếu mà trận đấu đi lệch một xíu thôi, mà chỉ cần sai 2 pha combat thôi là team mình sẽ mất đi trận đấu nha mọi người nha. Đó, Zena ở đây có ý định là băng vào để lấy sai con rồng. Nhưng mà mình sẽ đẩy ra, dọn một xíu lính ở trên này này. Rồi, đây có một pha combat này, mình sẽ phải giải cho Hà Thút pha này này. Đó, Hà Thút mà không có cửa ăn Zena luôn. Các bạn nhìn thấy kỹ năng của Zena có ghê gớm không? Quá là khủng khiếp luôn. Đánh Zena quá khét luôn. Gấu. Rồi, xong. Khả năng là gấu phải nằm lại rồi đó. Không ngoài dự đoán của mình. Rất là hay, Zena phải nói là đẳng cấp đấy bạn ạ. Đó, không có danh tốt Việt Nam. Thế đó, AD của mình đang cố gắng lấy đi cái trụ. Cố gắng lấy đi cái trụ nha bạn. Lấy thành công thì khả năng là cũng phải nằm lại mạng đây rồi. Rất hay luôn. Zena rất hay đó bạn ơi. Thì đó, mọi người thấy không? Chỉ cần vài pha đi lẻ, vài pha bắt lẻ, vài pha solo kỹ năng mà không lại với team bạn là team mình đã phải nằm xuống gần đấy người rồi. Và khả năng team bạn ép lên rất là khó để cho mình thủ trụ nha mọi người nha. Đó, pha này thì có lẽ Anete sẽ phải nằm xuống thôi. Đó, Achit đã bộc phá pha đấy rồi. Thôi pha này mình lui nha mọi người nha. À không, bắt đầu vị trí của John này. Đó, thì thực ra trận này bạn John bạn ấy chơi thực sự là không hay đâu nha mọi người nha. Nếu mà bạn ấy biết giữ vị trí thêm một xíu á thì team bạn có khả năng ăn chắc rồi đấy. Bên này. Rồi, cáp rất hay luôn. Sorry bạn nhá, mình lại bấm cái giải nó lại hơi bị fail một tí rồi. Rồi bạn ơi, để mình về cái bạn ơi. Đó, Zena quả thật rất là hay luôn mọi người ơi. Như vậy thì team mình sẽ cần phải đẩy một cái đường trụ nữa và ăn con ca sơ này thì sẽ rất là lợi thế này. Không biết là mình có thủ được mid không, với lượng máu này thì khả năng là mình sẽ thử bắt vào Lilina xem nào. Đó, rồi xong mình luôn. Trận này thì bạn Zena bạn ấy lên cả đam cũng như là cả thủ nha mọi người nhé. Đó, bạn ấy lên cái khiên thất truyền đấy để chống vào vị trí của Caffeine cũng như là bắt vào vị trí của Caffeine được dễ hơn. Như vậy là con ca sơ bảo chú cũng đã ra rồi. Mình sẽ đứng ở đây để thủ team bạn xuống này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Mình sẽ tìm vào vị trí của bạn John này. Rồi, mình sẽ băng là con tốc biến này bạn ơi. Đó, như vậy là cũng đã bắt vào vị trí của bạn John rồi. Mọi người thấy làm sao? Nếu như mình không lên cái nanh ấy thì khả năng cái lượng sát thương của mình không thể nhiều được như thế được. Và những cái pha quyết định như thế thì làm sao mà có thể ai mà bắt được vào John, đúng không các bạn? Nhưng các bạn lưu ý là khi mà đi Richter á, cũng không hẳn là các bạn lên thủ toàn diện đâu. Nếu mà lên thủ toàn diện ấy thì nó không phải là cái chất tướng hết sức mà phát huy được của Richter nha mọi người nhá. Nên mọi người lưu ý là song song với cái việc ấy, các bạn lên thủ thì các bạn còn phải lên đam, và các bạn cũng đóng vai trò như là một người sát thủ để đi hỗ trợ team và đi bắt AD. À, ăn tà thần này mình gần hẹo luôn mọi người ơi. Mình phải biến về thôi. Thì đó, cái về cuối game này ạ, rất khó cho Richter một chỗ là đó là vừa phải đi lấy bụi, lấy cái tầm nhìn,
vừa phải tham gia giao tranh cũng như là phải mở combat này và phải kê làm sao để bảo kê được AD ở vị trí phía sau nha mọi người nhá. Đó rất là khó luôn. Thế nên cho nên là mình phải tìm một cái góc và tìm một cái bụi đứng thật là tốt và set up cái vị trí trước khi team bạn đến. Đó là cái lợi thế của Richter. Đó, các bạn đừng bị động nha các bạn nhá. Các bạn cầm Richter đi thì các bạn đừng bị động nhá. Các bạn phải di chuyển đến trước cái lúc mà team bạn đến, cũng như là đoán trước vị trí của team bạn đi về thì mình sẽ mở combat được dễ hơn. Đó, như pha mình ở đây này, mình sẽ biết được có người đi về này. Đó, con Aten này bắt luôn bạn ơi. Đó, kể cả là có dùng chiêu cuối đi chăng nữa thì bạn ấy cũng sẽ phải nằm lại thôi. Đó, A thu đã bắt được vào vị trí của Alete rồi. Bên ở đây thì đã thoát được rồi. Đó, như vậy là mình vừa bảo kê được AD thành công và cũng như là rồi bắt được vào vị trí của John này. Đó, thì hãy có cái châm ngôn là ở đâu có combat ở đó có Richter nha mọi người nha. Đó, thì các bạn phải chủ động đi đến trước giao tranh cũng như là set up cái tình huống combat chuẩn bị xảy ra. Chứ các bạn chơi Richter thì các bạn đừng bị động nha. Bị động quá cũng không hay đâu, sẽ thọt team đó. Thì trận đấu của mình cũng đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe, đăng ký kênh để kênh của mình càng ngày càng phát triển nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo.